Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Phẩm Phật Đạo. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát thế nào là thông đạt Phật Đạo? Bồ Tát thực hành phi đạo, trái đạo là thông đạt Phật Đạo. Lại hỏi: Thế nào là Bồ Tát thực hành phi đạo? Nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, đến trong loài súc sanh mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn, đến trong ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, đến cảnh sắc và vô sắc giới mà không cho là thù thắng, hiện làm tham dục mà không nhiễm nắm, hiện làm giận dữ mà đối với chúng sanh không có ngại gì, hiện cách ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm mình, hiện làm hạnh tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải, không tiếc thân mạng, hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới, đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt, hiện làm giận dỗi mà thường từ bi nhẫn nhục, hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức, hiện làm loạn ý mà thường niệm định, hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất thế gian, hiện làm vui dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh, hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sanh mình cũng như cầu đò, hiện làm tất cả phiền não mà lòng thường thanh tịnh, hiện vào trong chúng ma mà thuận theo trí tuệ của Phật, không theo đạo giác khác, hiện làm hàng thanh văn mà nói các pháp chưa từng nghe cho chúng sanh, hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sanh, hiện vào hạng nghèo nàn mà có tay đầy đủ của công đức, hiện vào hạng tàn tật mà đủ tướng tốt để trang nghiêm thân mình, hiện vào hạng hèn hạ mà sanh trong dòng giống Phật, đầy đủ các công đức, hiện vào hạng người ốm yếu xấu xa mà được thân Na La Diên Kim Cang, tất cả chúng sanh đều muốn xem, hiện vào hạng già bệnh mà đoạn hẳn gốc bệnh, không còn sợ chết, hiện làm hạng giàu có mà xem là vô thường, không có tham đắm, hiện có thê thiếp thế nữ mà tránh xa bùn lầy ngũ dục, hiện nơi hạng đần độn mà thành tựu biện tài vẫn giữ tổng trì, hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ chúng sanh, hiện vào khắp các đạo để đoạn dứt nhân duyên, hiện vào niết bàn mà không bỏ sanh tử. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát làm được những việc trái đạo như thế, đấy là thông suốt Phật Đạo. Bây giờ ông Duy Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thế nào là hột giống Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Có thân là hột giống, vô minh có ái là giống, tham sân si là giống, bốn món điên đảo là giống, năm món che ngăn là giống, sáu nhập là giống, bảy chỗ thức là giống, tám pháp tà là giống, chín món não là giống, 10 điều bất thiện là giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là giống Phật cả. Ông Duy Ma Cật hỏi: Tại sao thế? Nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị niết bàn, thời không thể còn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Ví như chỗ gò cao không thể sinh hoa sen, mà nơi bùn lầy thấp ước mới có hoa sen. Như thế, người thiếp vô vi vào chánh vị không còn sanh trong Phật Pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sinh nghĩ đến Phật Pháp mà thôi. Lại như gieo hột giống trên hư không thì không sinh được, ở đất phân bùn mới tốt tươi được. Như thế, người đã vào vô vi chánh vị không sanh được trong Phật Pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi tu di còn có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà sinh trong Phật Pháp. Cho nên phải biết tất cả phiền não là giống Như Lai, ví như không xuống bể cả không thể đặng bảo châu vô giá, cũng như không vào biển cả phiền não thời làm sao mà có ngọc báo nhất thiết trí. Lúc bấy giờ Ngài Đại Ca Diếp khen rằng: Hay thay, hay thay, Ngài Văn Thù Sư Lợi, lời nói thích quá, thật đúng như lời Ngài nói, những bọn trần lao là giống Như Lai. Hôm nay
chúng tôi không còn kham phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến như người đủ năm tội vô gián, còn có thể phát ý mong sanh trong Phật Pháp, mà nay chúng tôi hoàn toàn không phát được, ví như những người năm căn đã hư, đối với năm món dục lạc chẳng còn cảm xúc, cũng như hàng thanh văn đã đoạn hết kiết sử, ở trong Phật Pháp không còn có lợi ích gì mấy, bởi không còn có chí nguyện. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, vì thế nên phàm phu ở trong Phật Pháp còn có ảnh hưởng, mà hàng thanh văn thời không. Vì sao? Vì phàm phu nghe Phật nói Pháp khởi được đạo tâm vô thượng, chẳng đoạn tam bảo. Còn chính như thanh văn trọn đời nghe Phật Pháp, mười lực, bốn món vô quý vân vân, mà hoàn toàn cũng không phát được đạo tâm vô thượng. Trong chúng hội có Bồ Tát tên Phổ Hiền Sắc Thân hỏi ông Di Ma Cật rằng: cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng quyến thuộc, những người tri thức là ai? Tôi tớ, trai bạn, voi ngựa, xe cổ ở đâu? Ông Di Ma Cật dùng bài kệ đáp rằng: trí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư tất cả chúng đều do đấy sanh ra. Pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm thành thực là trai, rốt ráo vắng lặng nhà, trần lao là đệ tử, tùy ý mà sai sử, đạo phẩm vốn bạn lành, do đấy thành chánh giác. Các độ là pháp lữ, tứ nhiếp là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, giường tược ấy tổng trì, cây rừng pháp vô lậu, hoa giác ý sạch màu, trái giải thoát trí tuệ, bát giải thoát là ao tắm, nước định lặng trong đầy, rải bảy thứ tịnh hoa để tắm người không nhơ, ngũ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng đủ nghiêm mặt mày, các tốt trao hình dáng, hổ thẹn làm thượng phục, thâm tâm làm tràn qua, giàu có bảy của báo, dạy bảo để thêm lợi, như lời nói tu hành, hồi hướng làm lợi lớn, tứ thiền làm giường ghế, từ tịnh mạng sanh ra, học rộng thêm trí tuệ, đó là tín tự giác, món ăn pháp cam lồ, nước uống vị giải thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương thoa là giới phẩm, trừ dẹp giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn. Hàng phục bốn thứ ma, phướng tốt dựng đạo tràng, tuy biết không sanh diệt, vì vậy chúng có sanh, khắp hiện vào các cõi, như mặt nhật đều thấy, cúng dường khắp mười phương, không lường ức Như Lai, chư Phật và thân mình, không có tưởng phân biệt, dầu biết các cõi Phật với chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ, dạy dỗ cho quần sanh, bao nhiêu loài hữu tình, oai nghi cùng hình tiếng, Bồ Tát lực vô quý, đồng thời đều khắp hiện, rõ biết các việc ma, mà hiện theo hạnh đó, dùng trí phương tiện kéo, tùy ý đều hay hiện, hoặc hiện già bệnh chết, thành tựu cho chúng sanh, rõ biết như quyển quá, thông suốt không ngăn ngại, hoặc hiện kiếp cháy tan, đại địa đều trống rỗng, những người có tưởng thường, soi thấy rõ vô thường, vô số ức chúng sanh, đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia, dạy cho về Phật đạo, kinh sách cấm chú thuật, các nghề nghiệp khéo léo, đều hiện làm việc ấy, lợi ích cho quần sanh, các đạo pháp thế gian, nương đấy mà xuất gia, để giải mê cho người mà chẳng đọa tà kiến, làm nhật nguyệt thiên tử, làm phạm dương chủ chúa, hoặc khi làm đất nước, hoặc lại làm gió lửa, vào kiếp có tật dịch, hiện làm các cây thuốc, nếu người nào uống đến, các bệnh ác tiêu trừ, vào kiếp có đói khát,
hiện làm đồ uống ăn, trước là cứu đói khát, sau giảng dạy chính pháp. Vào kiếp có đao binh, duyên khởi lòng từ bi, giáo hóa cho chúng sanh. Tâm đừng còn tranh đấu, nếu có chiến trận lớn, làm cho sức ngang nhau. Bồ Tát hiện quay thế, hàng phục để yên hòa. Trong tất cả cõi nước, chỗ nào có địa ngục, đi ngay đến nơi đấy, cứu vớt người khổ não. Trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn lẫn nhau, đều hiện sanh ra nó, làm cho được lợi ích, thị hiện trong ngũ dục, lại cũng hiện tu thiền, để tâm ma rối loạn, không thừa dịp hại đặng. Hoa sen sanh trong lửa, thật đáng gọi ít có. Cõi dục mà tu thiền, ít có cũng như thế, hoặc hiện làm dâm nữ, dắt dẫn kẻ háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào trí Phật, hoặc làm chủ trong ấp, hoặc làm thầy khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi ích chúng sanh. Các chỗ có kẻ nghèo, hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến dạy người, cho phát tâm vô thượng. Kẻ kiêu căng ngã mạn, hiện làm những lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về đạo vô thượng. Những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, trước thí pháp không sợ, sau dạy phát đạo tâm. Hoặc hiện lìa dâm dục, làm vị tiên ngũ thông, chỉ dạy cho chúng sanh, để được giới nhẫn từ, thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi tớ, vừa đẹp ý người kia, vừa phát được đạo tâm, tùy theo việc cần dùng, mà vào trong Phật đạo, dùng sức phương tiện khéo, đều giúp cho đầy đủ, đạo pháp nhiều không lường, việc làm không bờ mé, trí tuệ không hạn lượng, độ thoát vô số chúng, dầu cho tất cả Phật trong vô số ức kiếp, khen ngợi công đức kia cũng không thể hết được. Ai nghe pháp như thế, chẳng phát tâm bồ đề, trừ những người bất tiếu, ngu si, không trí tuệ.